là chương trình 30 năm, nhà là 640.000 đầu 20% ha. Thì nếu mà 6.5 thì mình trả lệ phí là 10.000, 400 mấy, trả tháng 3.200, 36 đồng, trừ tính thuế với insurance. Còn chọn 7.965 thì mình không cần trả đồng nào hết. Còn 15 năm, 6.625 thì mình trả 8.000 tiền lệ phí. Tiền nhà thì 4.217. Còn 6.953 thì không cần trả đồng nào hết. Đó. Rồi nếu mà mình muốn đi 10 năm đó, là mình sẽ trả 5.75. 5.75 mình trả 7.001. Mình trả tháng 5.006. 6.861 thì không trả đồng nào hết. Và nếu mà mình muốn 7 chấm thì tối đa mình bán lại được 7 chấm thôi. Thì ngồi ra mình không trả, mình chỉ trả, mình được lấy lại được là 1.198 đồng. 7 chấm 10 năm.